Suốt chiều dài lịch sử thế giới, có lẽ trên trái đất này không có nơi nào trải qua nhiều cuộc chiến tranh như Việt Nam của chúng ta. Theo thống kê của một học giả có uy tín, suốt 4.000 năm lịch sử, trung bình cứ mỗi 100 năm, dân tộc Việt Nam ta lại phải đương đầu với một cuộc chiến. Có lẽ hơn bất cứ quốc gia nào, Việt Nam là nước hiểu rõ nhất những phi nghĩa của chiến tranh và những mất mát mà nó đem lại. Chiến tranh đến với dân tộc Việt Nam đến từ nhiều lý do, từ nhiều đối phương khác nhau. Nhưng nhìn xuyên suốt quá trình phát triển của dân tộc, các triều đại phong kiến phương Bắc chính là nguyên nhân chính dẫn đến hầu hết các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Các chế độ phương Bắc luôn ngự trị tư tưởng bành trướng, thôn tính, mở mang bờ cõi, tranh bá, đổ vương, bình thiên hạ, tự cho mình có quyền cất binh đi điếu phạt, buộc các quốc gia xung quanh phải trở thành chư hầu lệ thuộc. Chúng ta không có quyền lựa chọn vị trí của mình trên bản đồ thế giới, nhưng có thể xây dựng cho mình các chiến lược để đối phó với tư tưởng đại hán đó. Với mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi đối thủ khác nhau, cha ông ta đều xây dựng một cách đối phó với các triều đại phong kiến phía Bắc một cách mềm dẻo, linh hoạt. Bởi bên cạnh một quốc gia láng giềng đông đảo về dân số, to lớn về diện tích như các triều đại phong kiến phương Bắc, việc lựa chọn chính sách đối ngoại cứng rắn sẽ chỉ dẫn đến kết cục là chiến tranh. Nghệ thuật ngoại giao ở đây đó là vừa phải giữ vững đất đai bằng mọi giá, đồng thời tránh đối đầu, xung đột với quốc gia láng giềng. Mặc dù biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng có thể tóm lược chính sách đối ngoại với các triều đại phương Bắc của cha ông ta trong 6 chữ: trong xưng đế, ngoài xưng vương, bên ngoài trên danh nghĩa chịu thuần phục, nhún nhường, nhượng bộ, chấp nhận cống nạp, vàng, bạc, voi, ngựa, đồ vật quý hiếm có giá trị để được phong chức tước, công nhận chủ quyền, hoãn bình, ngăn chặn chiến tranh, tránh họa bình đào khói lửa, giữ yên bờ cõi. Bên trong thì xưng hoàng đế để cai quản, trị vì đất nước. Tiêu biểu là thời nhà Lý, để ngăn chặn mưu đồ mở rộng lãnh thổ của nhà Tống, vua Lý Nhân Tông đề cao cảnh giác, kết hợp nhiều hình thức đấu tranh ngoại giao như bang giao chính thức thông qua các sứ bộ, giao dịch buôn bán, trao đổi ở khu vực biên giới và tổ chức các hoạt động định biên, thống nhất biên giới, chủ động cử sứ giả sang nhà Tống cầu phong, xin kinh đại tạng, thậm chí chấp nhận cống nạp, làm phiên thần để đạt được mục đích quốc gia dân tộc, bảo vệ cương vực lãnh thổ. Hoạt động đấu tranh ngoại giao thời nhà Lý, nhất là các chính sách bang giao mềm dẻo, không chỉ làm giảm bớt căng thẳng, ngăn chặn ý định xâm lược Đại Việt của nhà Tống, mà còn đòi lại được vùng đất Quảng Nguyên, Thuận Châu năm 1079, đổi lại năm 1081. Mềm dẻo là vậy, nhưng khi cần cứng rắn, cha ông ta sẵn sàng đứng lên đánh đuổi kẻ thù xâm lược, dù cho đối phương có mạnh đến cỡ nào. Lịch sử đã ghi nhận không biết bao những chiến thắng lẫy lừng để khẳng định chủ quyền, giữ yên bờ cõi non sông. Đó là cửa Bạch Đằng đập tan quân Nam Hán, chiến thắng sông Như Nguyệt đập tan quân Tống, ba lần chiến thắng quân Mông Nguyên, chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa và vô vàn những chiến thắng khác. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chiến tranh để vãn hồi hòa bình cho nhân dân, các bậc quân vương của chúng ta đều chủ động cử sứ giả sang đàm phán, trao trả tù binh, thậm chí là đất đai đã chiếm được để giữ vững hòa bình. Có thể thấy, cha ông ta đã thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. Bình thường, chúng ta thực hiện kế sách hòa hoãn, tỏ vẻ nhún nhường để giữ đất nước thanh bình, cho nhân dân được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi từng tấc đất của non sông bị đe dọa, các bậc quân vương đều lãnh đạo con dân đứng lên, đấu tranh đến cùng để giữ bằng được từng tấc đất, con sông, cái cây, bụi cỏ. Qua những phân tích trên, có thể thấy những gì ông cha ta đã làm để đối phó với tư tưởng đại hán. Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp thu những gì là tinh hoa trong cách đối ngoại của ông cha trong quá khứ chính là cách hữu hiệu nhất để giải quyết những vấn đề đang hiện hữu ngày hôm nay. Đáng quý hơn, nó đã được khẳng định qua hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước của dân tộc.